Chibu tên thật là Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993. Cô là hot girl xinh đẹp nổi lên từ cuộc thi Miss Teen. Nhiều người nhìn nhận cô với vai trò là một người mẫu có gương mặt ăn ảnh, đến một cô diễn viên đầy tiềm năng và giờ trở thành ca sĩ gây nhiều tranh luận bởi khả năng ca hát của mình. Từ hot girl kẹo ngọt chuyển mình trở thành ca sĩ, có thể nói chương trình Miss Teen là bệ phóng giúp nhiều cô gái xinh đẹp được đông đảo cộng đồng mạng biết đến, ví như Bảo Thy, Vân Navi, Emily, và trong đó có Chibu. Cô tham gia chương trình Miss Teen 2009 khi mới 16 tuổi, sở hữu nét đẹp trong sáng dễ thương. Sau cuộc thi, Chibu được mời làm người mẫu cho nhiều tuần báo và dần trở thành thần tượng mới trong lòng giới trẻ. Chibu bước đầu xây dựng cho mình hình tượng một hot girl sạch được nhiều người yêu mến và dần lấn chân vào con đường điện ảnh với hy vọng mọi người có cái nhìn khác, không chỉ về diện mạo xinh đẹp mà còn có năng lực khác ẩn bên trong Chibu. Năm 2014, Chibu đã phát biểu rằng, đừng gọi tôi là hot girl mà hãy gọi tôi là diễn viên. Quả thực như vậy, giọng ca mời anh vào team em đã nỗ lực chứng minh khả năng diễn xuất của mình thông qua nhiều bộ phim được đánh giá cao như sitcom 5X Online, Giọt nước rơi, Giấc mơ hạnh phúc. Chibu còn bắt tay hợp tác sản xuất bộ phim ngắn Cô gái trên tầng thượng và nhận được giải cánh diều vàng cho hạng mục phim ngắn xuất sắc nhất 2014. Sau đó, bộ phim Mối tình đầu của tôi được chuyển đổi từ bản gốc She Was Pretty của Hàn Quốc cũng được nhiều người quan tâm. Ngoài là một diễn viên tiềm năng, Chibu còn lấn sân trong lĩnh vực âm nhạc. Cô đã có một câu nói vào năm 2017 rằng, đừng gọi tôi là diễn viên, hãy gọi tôi là ca sĩ, và đánh dấu bằng nhiều bài hát với hình ảnh chất lượng, nội dung có hơi khó hiểu, còn về giọng hát không được đánh giá cao. Khi hát live thì thực sự là thảm họa, khi không thể nghe nổi vì giọng ca khá yếu của Chibu. Nhiều người cho rằng việc cô bị khán giả quay lưng một phần đến từ quyết định chuyển hướng sang làm ca sĩ. Dưới phần bình luận, không ít cư dân mạng phản ứng, mong giọng ca cung đàn vỡ đôi bỏ hát. Một tài khoản bình luận, thì khán giả góp ý chân thành nè, đừng hát nữa là được. Nếu bạn bỏ hát, chúng tôi vẫn ủng hộ bạn trên con đường người mẫu và diễn viên. Hãy tôn trọng đa số khán giả, đừng nghe những lời nịnh nọt hay tâng bốc. Trước đó, trong một lần chia sẻ về việc nhận những phản ứng trái chiều khi theo đuổi sự nghiệp ca hát, Chibu từng tâm sự thời gian đầu cô cảm thấy chùn bước. Nhưng sau khi ngồi suy nghĩ kỹ và nói chuyện cùng ekip, chúng tôi có nói rằng phải tin nhau để bước tiếp. Nếu mình không tin chính mình thì mình không thể nào đòi hỏi người khác tin mình được. Khi mình đã đi được nửa con đường rồi, nếu mình bỏ thì coi như mất hết, còn mình đi tiếp thì biết đâu mình sẽ thắng. Đó là lý do vì sao tôi chấp nhận bước tiếp. Đến thời điểm hiện tại tôi thấy đó là quyết định đúng đắn, người đẹp nói. Chuyện tình ái của Chibu. Là một trong những mỹ nhân được săn đón nhất nhì V-Biz, không khó hiểu khi mọi động thái của Chibu được dân tình dành nhiều sự chú ý. Bên cạnh những sản phẩm âm nhạc, các hoạt động giải trí thì đời sống tình cảm của nữ ca sĩ cũng là đề tài được cư dân mạng bàn tán xôn xao. Trước đây Chibu từng trải qua nhiều mối tình khiến giới truyền thông phải tốn không ít giấy mực. Cường Seven. Chibu Cường Seven từng là cặp đôi hot teen được đông đảo khán giả yêu mến. Cả hai yêu nhau từ những ngày đầu bước chân vào showbiz, không scandal bủa vây và trước công chúng cặp đôi cũng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào. Tuy nhiên năm 2013, Cường Seven khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối khi đăng tải tâm thư dài, thông báo khép lại chuyện tình kéo dài 3 năm với người yêu hot girl đình đám. Trong một buổi phỏng vấn, Chibu chia sẻ lý do chia tay đến từ những mâu thuẫn khó dung hòa giữa cả hai. Tin đồn yêu Gil Lê. Đầu năm 2014, đôi bạn thân đình đám V-Biz Chibu Gil Lê khiến nhiều người đặt nghi vấn. Loạt bằng chứng ghi lại những khoảnh khắc cử chỉ trên mức tình bạn của cả hai chính là cơ sở để mọi người tin rằng giữa hai người có mối quan hệ bất thường. Cũng vì thế, nhiều người còn ra sức đẩy thuyền cho mối tình bất hợp này. Trước tin đồn hẹn hò, Chibu và Gil Lê lên tiếng phủ nhận, nhưng cả hai vẫn xuất hiện cùng nhau trong mọi hoạt động của đối phương. Tuy nhiên, đến đầu năm 2018, khi Chibu quyết định lấn sân sang mảng ca hát, cặp đôi không còn tương tác nữa. Sau khoảng thời gian dài không nhắc đến nhau, năm 2012, trong một chương trình, Chibu bất ngờ nhắc lại mối tình sâu đậm nhất và netizen lập tức gọi tên Gil Lê. Sau đó, Gil Lê bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân và Chibu cũng sẵn sàng đáp trả. Từ đầu đến cuối, cả hai dường như không đề cập đến đối phương, dẫu cho mối quan hệ có như thế nào. Bạn trai người Hàn Jin Soo-hyun. Cuối tháng 11 năm 2017, mạng xã hội bất ngờ râm ran thông tin Chibu đang hẹn hò với Jin Soo-hyun, nam chính trong MV Cho Ta Gần Hơn. Loạt chi tiết trùng hợp của cặp đôi được cư dân mạng tinh ý soi ra như cùng xuất hiện ở một khách sạn tại Philippines hay cùng ăn tối tại một nhà hàng ở Hàn Quốc nhân dịp sinh nhật nam diễn viên. Sau một năm vướng tin đồn hẹn hò, Jin Soo-hyun mới chính thức thừa nhận chuyện tình cảm với Chibu, nhưng do khoảng cách địa lý, cả hai hiện tại trở về là bạn. Chuyện tình ồn ào với bạn trai thiếu gia Hà Nội khiến Quỳnh Anh Xinh gạch mặt. Sau khi đường ai nấy đi với nam diễn viên Hàn Quốc Jin Soo-hyun, mạng xã hội bất ngờ chia sẻ thông tin Chibu có tình mới. Theo đó, một nguồn tin thân cận tiết lộ, nửa kia của nữ ca sĩ là công tử nhà gia thế ở Hà Nội và cả hai đang có mối quan hệ nghiêm túc. Mọi chuyện không có gì đáng lo ngại cho đến khi thông tin tình mới của Chibu lại là người yêu cũ của Quỳnh Anh Xinh khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Sau đó, động thái hủy theo dõi và không tương tác trên mạng xã hội của cả hai, ngầm khẳng định những nghi vấn của công chúng. Bị bắt gặp thân mật với một người ngoại quốc. Tháng 5 năm 2021, dân tình được phen rần rần khi Chibu bị bắt gặp thân mật bên một người đàn ông ngoại quốc. Ngay sau đó, Chibu chính thức lên tiếng về tin đồn hẹn hò trên trang cá nhân.
Theo đó, nữ ca sĩ đã chia sẻ ảnh rõ mặt người đàn ông này trên story và khẳng định đây chỉ là bạn, nhưng bạn gì thì không nói. Những ngày vừa qua, Chibu liên tục đăng ảnh check-in tại nhiều địa điểm ở xứ cờ hoa. Nhiều người phỏng đoán nữ ca sĩ đi nước ngoài làm việc, du học và còn có tin đồn Chibu đi chơi cùng bạn trai là thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ. Để dập tắt những lời đồn thổi, Chibu chính thức có câu trả lời trên trang cá nhân mới đây. Tôi đi chuyến này với mục đích học tập kết hợp một số công việc cùng đối tác của Mỹ. Trong lúc chờ nhập học và làm việc, tôi tranh thủ thăm gia đình và đi du lịch. Đây là khoảng thời gian quý báu, tôi muốn làm mới bản thân và học hỏi thêm nhiều thứ mới ở vùng đất mới, Chibu viết. Hy vọng sau chuyến đi Mỹ, Chibu sẽ có những bước tiến mới và mạnh mẽ hơn, thành công trên con đường mà cô đang theo đuổi.